Xin chào tất cả các bạn nha. Bữa nay mình có thời gian tranh thủ cập nhật lại vườn trà là tại du lịch sinh thế Tiên Định nha các bạn, cũng như là chợ xưa xã Phú Thuận Nga. Các bạn có nhu cầu đi tham quan cũng như là đi mua cây giống thì đến ngay địa chỉ đó ha. Hiện tại trà là đang vào mùa nha các bạn, và đang cho trái rất là sai, rất là nhiều trái luôn nè. Một cây như thế này nó cho khoảng mười mấy chùm quả ha. Do lý do là quá nhiều, chúng ta không có tỉa bớt á, để quá nhiều chùm quả cho đó, mỗi một chùm như vậy thì nó đậu cũng lưa thưa chứ không có nhiều hết các bạn. Nếu mà chúng ta muốn cho đẹp thì chúng ta tỉa bớt ha. Một cây chúng ta để chừng 7-8 buồng quả là được ha. Cây này trồng khoảng được 3 năm mấy rồi các bạn, cho trái 3 đợt rồi ha. Đây, dưới gốc lên nè, cây cao khoảng 4 mét rồi nha các bạn. Cây rất là đẹp ha. Bạn nào có nhu cầu giống thì cứ alo mình ha. Có cây giống có cây lớn luôn. Muốn trồng cây công trình thì đến trực tiếp coi vừa ý cây trái đẹp bứng ha. Giao hàng toàn quốc luôn nha các bạn. Các bạn có thể gọi trực tiếp hoặc Zalo số 0939686894 nha các bạn. Trà là loại cây dễ trồng, ưa nắng, chịu hạn tốt. Chúng ta trồng cây công trình đó là các bạn biết rồi đó ha. Khỏi cần phải chăm sóc gì chứ, vẫn cho trái và đậu trái rất là hiệu quả. Và đặc biệt là cây cảnh, cái dáng của nó rất là đẹp, mà thêm được là chúng ta có thể ăn được trái nữa ha. Trồng sân vườn hoặc là du lịch hoặc là cơ quan vân vân đều đẹp hết ha, vừa có trái ăn vừa làm cây cảnh. Đây là nguyên một cái hàng trà là ha, nguyên hàng trà là trồng với mé trà nổi ha, rất là đẹp. Về cái kỹ thuật cho trái thì cũng đơn giản, tới mùa tự nhiên nó ra hoa đậu trái bình thường luôn. Nhưng mà các bạn lưu ý, khi mà ra hoa thì phải có hoa đực. Trà là phải có hoa đực nha các bạn, phải trồng có cây cái cây đực. Khi mà cái trà là này nè, nó ra bông, cái bông cái á, thì chúng ta phải kiếm được cái bông đực trong vườn mình ha. Và cắt cái bông đực đó chúng ta rắc lên khi mà cái hoa cái nó nở. Mình có chia sẻ những clip trước rồi đó các bạn xem ha. Hoa cái nở thì chúng ta cắt cái hoa đực nó cũng nở đó, rồi chúng ta rắc lên cái ngay cái buồng. Đây, những cái buồng này nè, khi mà ra hoa là chúng ta phải rắc cái hoa phấn của hoa đực lên ha, rồi chúng ta ghim cái bông đực ngay sát những cái bông cái luôn ha, để cho có gió đó các bạn, nó bay cái phấn của hoa đực qua cầu hoa cái ha. Chúng ta ghim, khi mà chúng ta rắc xong rồi chúng ta vẫn để y hinh cái hoa đực ở trên cái cây luôn ha, kế bên những cái buồng trái luôn, kế cái buồng hoa nó, lúc nó nở đó, để cho nhờ gió nó thổi phấn giúp mình ha, thì nó sẽ đậu trái rất là sai. Còn cái kỹ thuật mà để giúp cây nó ra hoa nhiều thì nó cũng không có kỹ thuật gì cao. Cây nó đủ 5 tuổi là nó sẽ cho trái nhiều thôi ha. Chúng ta chăm sóc, tưới nước đều đặn là nó sẽ cho trái ok và nuôi trái tốt. Cần thiết nữa thì chúng ta có thể bỏ thêm một ít phân chuồng là nó đã nuôi cây tốt rồi ha, không cần phải xịt sọt gì nhiều hết. Cái loại này nếu mà chúng ta sợ có côn trùng thì chúng ta xịt sâu, định kỳ 2-3 tháng xịt lần cũng được hết các bạn. Sợ côn trùng nó ăn đọt hoặc là đục thân á, sâu đục thân rồi đó. Nhưng mà hiếm lắm nha các bạn, loại này thì hiếm, hiếm có trường hợp đó. Nó không phải như cây dừa ha, nó không có chết bậy như cây dừa. Cây dừa thì nếu chúng ta không xịt thì bị đuôn nó đục ở trên đọt á, là nó sẽ chết. Còn ở đây không có ha. Đây là chúng ta tạo một cái cảnh quan, trồng một hàng trà là chúng ta tạo cảnh quan cũng rất là đẹp. Và các bạn nào có nhu cầu giống thì liên hệ ha, giá bình dân thôi nha các bạn. Nó nguyên hàng trà là, hiện tại thì mình đang ngắt nước và đang tưới nước lại để cho trà là nó ra hoa ha. Cây này thì nó ra hoa sớm, còn những cây còn lại thì chuẩn bị ra hoa. Đó, trái nhiều lắm nha các bạn, tại xa. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip nha, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.